Một thẩm phán ở tiểu bang Ohio vừa có phán quyết buộc một ngôi làng phải trả lại tất cả 3 triệu tiền đô la, tiền phạt giao thông cho những người lái xe bị các máy ghi hình tự động ở nơi này gửi giấy phạt. Tờ báo địa phương Hamilton Midtown Journal News cho hay, thẩm phán Michael Oster tại quận Porter County đã đưa ra phán quyết vào hôm thứ Tư nói rằng số tiền này phải được thu trái phép để làm giàu cho chính quyền New Miami. Một thẩm phán khác vào năm 2014 có phán quyết nói rằng việc sử dụng máy ghi hình của ngôi làng này là vi hiến. Phán quyết vừa đưa ra là một diễn tiến mới nhất trong một cuộc tranh tụng kéo dài và chính quyền New Miami cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo. Ngôi làng gửi giấy phạt cho gần 45.000 người trong vòng 15 tháng. Một số thành phố ở Ohio cũng đang kiện luật này ra trước Viện Tối cao Pháp viện tiểu bang.